Dạ, ưng Huy xin kính chào mọi người. Thì hôm nay 28 tháng 10 2021 trời là mưa trắng trời lúc mọi người. À, buổi chiều lúc này là cũng 4 giờ chiều. Mọi người thấy Huế mưa liên tục, hôm qua nắng được một ngày, hôm nay liên tục mưa lớn. Nhưng mà buổi sáng thì có buổi trước có tạnh đôi chút mọi người. Bây giờ chiều thì mưa tầm tã. Lúc này em thôi đang qua cả cái tuyến đường phải trung tâm thành phố cho mọi người đi thăm Huế. À, tiếp tục với buổi chiều mưa. À, đi thăm cả khu vực, cả tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế. Khu vực này là đường Phạm Hồng Thái, chúng ta băng ngang qua đường Trước Đình. Đây tuyến đường có rất là nhiều quán nhà hàng, cà phê, quán ăn. Mặc dù những con đường ở đây thì cũng không rộng lớn lắm nhưng mà quán xá rất là nhiều mọi người, rất là phồn vinh. Thì nằm giữa trung tâm thành phố. Những cái nhà hàng cà phê nhìn rất là đẹp, đẹp mắt, thu hút thu hút những thực khách như cả thanh niên, bạn trẻ. Đây chúng ta ngang qua những đường ở đây thì có đường là đường Trần Cao Vân mọi người. Đi bên cạnh của bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây ra đây có ngã tư. Ngoài kia ngã tư ngã năm đường Hà Nội. Đây ngang qua bưu điện Huế. Ngày mưa rất tối tăm. Mùa mưa Huế thì ai cũng biết, mưa mưa trầm, mưa triền miên, mưa buồn. Khu vực đường này thì rất là nhiều nhà hàng quán ăn đây mọi người. Là phía sau của một khách sạn được mang tên là Tấn Hoàng Cung. Đây thì là ngã tư đường Hùng Vương. Rẽ trái chúng ta sẽ ra Trường Tiền. Ở khu vực nơi đây trong khu vấn đề rất là nhiều cái trụ sở nhà nước như là trụ sở công an tỉnh, công an nhân dân nằm tại khu vực này. Theo dự báo thì những ngày tới tại Huế cũng như các tỉnh miền Trung mưa kéo dài, mưa có thể là không lớn so với Huế nhưng mà sẽ là những ngày dài của mưa đó mọi người. Nói chung là cũng chưa có không khí lạnh về nhiều, chứ nếu mưa rồi kết hợp lạnh nữa thì ra đường rất là cực nhọc luôn. Đây chúng ta băng ngang qua đường ngã tư này thì sẽ qua khu cổ Tây của Huế, đường Nguyễn Thái Học, đường Đội Cung, và đây là đường Võ Thị Sáu. Mưa tầm tã luôn. Khu phố này hoạt động về đêm. Trước đây khi mà không có dịch về thì phục vụ cho khách
Tây, khách du lịch mà khách nước ngoài ở khu vực này rất là nhiều. Và từ khi dịch Covid về thì trở lại phục vụ cho ta luôn. Gọi là bây giờ thành phố ta của Huế. Từ đây những món ăn, những thức uống là đều dành cho khách Tây là đa số mọi người. Và từ khi dịch về thì các cái nhà hàng quán ăn ở đây cũng rất là vắng khách, rồi cũng không ít cơ sở phải đóng cửa. Vì mặt bằng thì thuế cao nhưng mà không có khách, không chịu được nổi buôn bán cho nên là phải đóng cửa, rồi có thể là tạm mặt bằng rất là nhiều luôn. Nói chung là tình hình dịch thì mọi người cũng biết, khắp cả nước chứ đừng nói là thành phố Huế nói riêng. Những tuyến đường quen thuộc mà trong những mùa nắng thì cảm giác đi sẽ như thế nào và mùa mưa thì như thế nào. Hôm nay em vui đưa mọi người thăm Huế ngày mưa. Ở chung trên đường phố của thành phố Huế thì rất là nhiều gánh hàng rong được các dì các mẹ đi bán rong ruổi trên khắp thành phố, như là bánh bèo nằm lọc hay là bánh bao, bánh đủ thứ rau quả củ quả được gánh hàng rong rất là nhiều trên đường tại thành phố Huế ở riêng. Ai mưa xối xả luôn. Rất là nhiều hàng rong ném chả. Đây, chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Công Tử đến ngã tư đèn đỏ, thì bên kia là chợ cổng và đi thẳng thì là sẽ là Nguyễn Lộ Trạch. Hàng khoai sẵn của mày mê được thế thôi. Tồi nhé, trời mưa ngồi cũng bạn được. Mưa ngay trước chợ cổng đó mọi người. Có những nhà hàng quán xá cũng bắt đầu lên đèn vì trời mưa, thì trời rất là tối. Và những cái giờ hoạt động của các nhà hàng quán nhậu thì bắt đầu về chiều đến tối. Lúc này mưa rất là lớn mọi người. Cũng là giờ mà có thể là người dân đi lao động về thì ướt át cái cảnh ướt át và đóng đúc lùm xùm với những cái áo mưa. Mưa rất là lớn luôn. Mưa tắng tơi tại khu vực cây xăng An Cửu. Mẹ có cái vụ to nha. Bạn gấu cũng qua.
nguyên một cái xe luôn, làm một cái vùng to đồng luôn. À, khu vực này là khu vực của chợ Án Cừu đấy mọi người. Đó, mưa về khắp nơi, thành phố Huế đang diễn ra với những cơn mưa